xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình. Thì đã lâu rồi mình chưa có làm cái video mà review một cái thùng hàng mà mua Rubik mới. Thì cũng lâu rồi mình cũng chưa có mua Rubik mới nữa. Thì sẵn cái dịp Tết này nè, Tết Tây này nè, mình có đặt một cái thùng hàng có mấy em con Rubik mới. Thì mấy em này thì cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là những cái em thường thôi. Thì bây giờ các bạn cùng mình khui ra coi trong đó là những em nào nha. Rồi bây giờ khui. Bỏ qua một bên. Rồi. Đầu tiên là em nào đây? Để mở cho xem. Rồi. Đầu tiên là em Windmill. Đó. Đây. Rồi. Em thứ hai. Rồi, em này là em Fisher. Ủa, con này là con Windmill, con này con Fisher, mình lộn. Thì nói chung là hai con đó, một con Windmill, một con Fisher. À. Rồi. Rồi. Con này con Keep của hãng Mojo. Nói chung là mấy con này chỉ là mấy con giá rẻ thôi, mình mua lại để cho nó có đủ lại bộ thôi. Tại vì hồi trước á, mình có rất là nhiều mà mình chơi minigame mình tặng cho các bạn hết rồi, bây giờ nó không còn những con này nên mình mua lại để mình trưng tủ cho nó đẹp, chứ cũng ít có chơi lắm. Wow, con này đẹp quá. Đó. Con này con 3x3 trong suốt luôn. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không? Đó, mình giờ mình thích những cái con mà có cái body trong suốt vậy nè. Đó. Ui cha, con này bự tổ chản luôn. Con này như tới 90mm. 90. Ui ui. Ủa quý gì. Rồi nó bự chỗ này rồi. Cầm chơi làm sao đây. Đó, các bạn thấy nó bự không? Bự hơn cái con này rất là nhiều luôn nè ha. Em đây là em gương 2x2. Em gương nó bọc trong cái bịch này nè để cho khỏi bị chạy. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? À, của hãng Mojo, em CB1. À, Mojo. Rồi, bỏ ăn bên. Rồi,
hay là em gương luôn, cubic 3x3 gương. Còn con này là con 2x2, còn con này là con 3x3. Rồi, bỏ qua một bên. Con này là con tam giác nhỏ. Này tam giác 2x2 à. Meta Mophit gì đó. Con này hồi trước mình cũng có 2-3 con mà mình chơi mini game mình tặng hết rồi. Giờ mua lại. Nó con này nó cũng chơi y như là cái con Acid gì đó mà nó dễ nhìn hơn con Acid. Cái cách chơi cũng y như con Acid luôn. Đó, nó có 3 tầng nè, đó các bạn thấy không? Đó 3 tầng. Đó, nó như là con Acid thôi. Mà nó không có gai góc như con Acid. Cuối cùng là em này đây. Ây chà. Sao lại dán. Đây, cũng của Moju luôn. Em này mình cũng đã có cái video hướng dẫn giải cái con này rồi đó. Thì các bạn nào mà chưa biết á, hay là bắt các bạn nào mà mua con này mà chưa biết giải á, thì các bạn có thể coi lại trên kênh của mình. Rồi, hết. Và cuối cùng là một cái tờ giấy lần nào mua cũng vậy hết của Little Kubo. Rồi. Đó, cái shop này là cái shop bán, nói chung là shop Little Kubo này mình không phải là mình quảng cáo gì, mà là cái shop này là cái shop bán Rubik là giá rẻ nhất trên thị trường luôn, trên thị trường ở Việt Nam mình luôn. Mà nói chung là chỉ bán những cái hàng lại rẻ tiền thôi, nói chung là những cái hàng thường thôi, rất là rẻ hơn những cái shop khác. Đó. Còn mà những cái bạn nào mà muốn mua những cái loại Rubik mà cao cấp á, thì mình có thể mình ghé những cái shop như là Rubik Nha Trang, Thế Giới Rubik hay là Rubik Ngọc Thịnh á, thì mình có thể đặt được những cái con mà cao cấp, gam cao cấp hay gì. Còn cái Little Kubo này nè thì bán những cái con giá rất là rẻ luôn, nói chung là những cái con mà giá rẻ vậy thôi, tầm trung vậy thôi đó. Rồi đó, đợt này là mình mua như đây nè. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video khác, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt.